mỗi tội ồn. Làm cho chắc là làm cho vài quẹt là thằng Tưng. Đây. Ủa. Đây. Thằng cho cứ thẳng như này này. Bốn người làm cho một quẹt đây, những cái cây chè mà chưa cắt đây. Không có hái được. Tại vì nhiều quá. Thế có hái đâu, toàn cắt. Cắt như này xong rồi giao cho nông trường người ta bao tiêu. Đây. Ra chè cũng chả có gì. Sáng ra bốn anh 10 người Mông đến đây thế nào, bảo là chưa gì đã nóng thế này. Mà mẹ mình rét run cầm cập. Có nắng như này thôi, nhưng mà nhiệt độ chỉ có rơi vào khoảng tầm hơn 20 độ thôi, chứ không như ở xuôi. Đây có hái đâu, cắt. Cắt bên này xong rồi cho vào bao. Thế là giao cho nông trường. Đấy. Mấy cả tôi cũng bảo là tại sao mà ở đây không phải là mới trồng đâu. Như bà bảo là trồng chè ở đây là cũng bằng tuổi cô rồi đấy. 60 năm trồng chè rồi chứ không phải ít đâu. Nhưng mà thế tôi mới bảo là thế tại sao mà chỉ nổi tiếng mỗi ở Thái Nguyên. Thế bà bảo là ở trên ấy người ta hái được. Thế là cái ấy nó dài ấy. Mấy cả ở đây là hầu như là nông trường người ta bao tiêu hết. Cho nên cái người sử dụng lẻ ấy, đôi khi người ta không biết ấy. Cái người mua lẻ ấy, nông trường người ta bao tiêu thì người ta ấy. Đấy, thế là được một bao. đúng rồi, đâu được một bao đây. Đây, ngày xưa cái này Hồng Vuông Nhật Bản đây này. Hồng Fuji đây này. Định hôm nay cho bọn trẻ con nó đi đi trải nghiệm cái gì nhỉ? Trải nghiệm hái nê, mới hái đào. Nhưng có lẽ là hôm nay vào rừng thông bản áng. Đây, cái này là Hồng Vuông Nhật Bản, Hồng Fuji đây. Mà sáng ra mấy ông này, ông người Mông này, ông bảo sao là nóng thế nhỉ? Mình thì run cầm cập lên. Trông có lắng như thế này thôi nhưng mà lạnh lắm. Ở đây lạnh. Tầm 5 giờ chiều là khéo không muốn đi đâu. Anh em phải mặc áo dài cơ. Phải chuẩn bị, nếu mà các bạn lên đây là hãy mang quần áo thu đông. Quần áo dài tay ấy. Ở đây bà con vẫn còn mặc áo da ấy. Từ tầm 5-6 giờ tối thì nói chung là ngại đi đâu lắm. Cứ 5 giờ là ngại. Hôm qua đi ăn ăn cái bổ mẹ gì nhỉ? Ăn cá hồi. Ui rồi ôi, đi về lần nào 8 giờ tối, 9 giờ tối về run cầm cập. Xong vào phòng bọn trẻ con nó đang chơi game. Đây đây này, đây này. Hồng ấy mà. Hồng mấy cả bơ. Ở đây hồng mấy bơ, tôi quay cho các bạn. Cái việc mà trồng cây bơ nhá, nó cũng cách đây khoảng hơn chục năm ấy. Nó cũng là cái chủ đề gây tranh cãi đấy. À, có ông trồng bơ không ra quả này, bảo ở miền Bắc không trồng được bơ. Đấy, cho nên là mận về mình thì nói chung là tôi nghĩ là trồng được hay không thì cũng còn phải xem xét nữa. Trồng được ở miền Bắc hay là trồng ở các nơi được không ấy, còn nê thì trồng được. Tất cả mọi người, hầu như tất cả mọi người đều bảo là nê ở mang từ đây về là trồng được. Đây. Cho mọi người xem cái việc cắt đấy nhá. Xong rồi nói về vấn đề chè nữa, cây chè này làm cảnh nữa. Cứ mỗi lần là đi một quẹt như này là hái xong chè. Đây, những cây chưa hái đây. À, những cây chưa cắt đây. Cắt bằng máy. Đi một quẹt là hết. Đấy. Mỗi tội kiểu nó ồn ấy. Đấy. Thấy bà hôm qua bảo là bốn người Mông.
mỗi người Mông. Thế là tôi hỏi bảo một người Mông như này thì một ngày cắt chè được bao nhiêu, bảo là 250. Thế là tôi nghĩ là so với xuôi thì là rẻ ấy, cái nhân công là rẻ ấy, nhưng tôi vẫn trêu là ô đắt thế nhỉ. Cháu này cứ nghĩ là chỉ 100-200 nghìn, bà bảo ơ đắt đó thật. Thế con cái thủy bảo mà một năm chỉ có mấy vụ hái chè thôi, tức là một tháng hay là đó một tháng chỉ có mấy vụ hái chè. Đây là 4 người Mông, 250 một người một ngày. So với ở dưới xuôi mới cả so ở tôi thì đúng là như anh Phương đi hái chè này là anh ấy ngồi bắn bi mới gảy nịt đây. 250 bảo mẹ làm như thế thì tao chỉ làm 1/10 công lực thôi chứ. Ông ấy vừa làm ông vừa chơi, nếu mà trả ông 250 một ngày. Đi xa phải trả ông 1 triệu cộng thêm cả phụ cấp mà đổ xăng mấy cả ấy. Đến ông ấy võ ve, ông ấy tỉa uốn mấy cái thứ linh tinh rồi ông đi về. Hết ngày cho tôi xin 1 triệu. Ở làng cái ấy, đây này, này, B này, làm từ 6 giờ này. Không biết là phải chắc phải đến 11 giờ. Tại vì ở đây 11, 12 giờ nó vẫn mát đấy, nhưng mà sợ người Mông không chịu được. Người Mông như này tầm này nó chỉ có, đây tôi vẫn còn nổi da gà đây này. Tầm này hơn 6 giờ mà mấy anh em uống chè, anh em đã bảo là anh em lúc ấy này nói rồi tiếng kinh mình mới hiểu. Ui nắng thế nhỉ, nóng thế nhỉ. Mẹ mình ở trong nhà thì run cầm cập. Đây phẳng lì đây. Cái này là gọi là cái máy cắt đi. Nó không khác gì cái tông đơ. Đây, bên kia chưa cắt đi. Đấy, bên này thẳng tưng này. Đây. Đây. Như kiểu tông đơ cắt tóc cái nhà. Tí là tôi trả lời cho à, tí là mên lê mới mặn. Có cái chú đội mũ cối là chú chủ nhà. Đấy, còn một anh là một bạn là ấy kia là bạn ấy B. Còn ba người Mông này là đi theo. Hai người là ấy cái bao tải ná này. Mấy cả một người là kéo cái máy cắt. Đấy. Hôm qua chú đã hì hục chú sửa cái máy này. Chắc là làm sạch nó thôi. Xong rồi mình ấy thì nói chung ở đây thì hai cô chú chủ nhà hầu như người dân ở đây hầu như rất thân thiện. Hai cô chú chủ nhà đây thì cũng rất thân thiện. Tôi bảo là hôm qua là đi ăn ở kia thì cái quán đây là thẳng tơ đây này, thẳng tưng đây này. Có cái chú đội mũ cối là chú chủ nhà. Hai ông bà mặc dù làm hôm tây nhưng mà làm kiểu làm cho vui ấy. Giá vé một phòng cho đại gia đình nhà tôi có 200 nghìn. 200 nghìn. Này còn nước uống mấy các thứ thế nào. Lời lãi gì đâu. Sống vẫn chủ yếu vẫn nhờ chè. Tôi cũng biết sơ sơ về cái vấn đề là tại sao mà Mộc Châu với các nơi khác trồng chè bao nhiêu năm, nhưng mà khi các bạn nhớ đến chè là vẫn là chè Thái Nguyên ấy. Là tại vì ở đây thì hầu như là bán chè cho nông trường. Đấy. Cho nên cái người ấy là không có. Cô bảo là sắp tới là nhà cô có cái chè lẻ đây, cháu có mua về cho quê mới thế nọ thế kia. Thì cái thủy bảo vâng, nó xuất phát từ quý thôi. Đấy. Nên đây là cô chú hầu như rất nhiệt tình lắm. Tối ông cũng hỏi về cây cảnh cái kia này. Đấy cắt rồi nha, lại cài cắt rồi. Thế là như thế này là hai quẹt. Đâu đó cả một cái này này. Tôi không đếm là bao nhiêu bước chân, tức là bao nhiêu mét. Rộng như này là rộng khoảng tầm 2 mét, hơn 2 mét đúng không? Thế mà cắt như này khoảng tầm 15 phút chứ gì nhỉ. Xong này này sang luống khác. Đấy, bạt ngàn luôn. Hôm qua lên cái đồi chè trái tim thì chả có cái vẹo gì. Có thể ở đây kiểu ngấy rồi. Đấy. Đây hồng vuông này. Quấn cái này là không biết tác dụng gì nhá. Đây một người B. Cái này là Mộc Châu Sơn Na. Đấy, gốc chè ông đâu làm thế này. Cái này là ở đâu nhỉ?
ở cái gì khu nào, cái khu đàng chè đằng trước gì đấy, nó cách thị trấn Mộc Châu đâu đó, nếu mà ở đây là nó cách Mộc Châu à, cách thị trấn Mộc Châu đâu đó khoảng 4 cây, khoảng 4 km gì đấy. Đây nhiều chè lắm, gần cái đồi chè Trái Tim, cách đồi chè Trái Tim khoảng tầm hơn 2 cây nhỉ, 2 cây rưỡi. Đây thì được cái là đây là chia sẻ thật là có cảm giác như hôm qua là ngấy, thế là đi đâu cũng cảm giác nó chán. Bà con thì chia sẻ xong rồi khen thác Giải Yếm này, mấy cả đồi chè hình Trái Tim này, mấy cả cái Happy Land thì tôi không vào, tại vì là mình là cái bên cây cối rồi. Xong rồi nên Happy Land, xong rồi bà con trồng cúc trồng kiếc, xong rồi tạo thành thế nọ thế kia thì khéo thua cả Eco Park, thua cả về việc Eco Park mấy cả Vin viết các thứ người ta trồng cây ấy. Còn thực ra thì nếu mà mọi người lên đây xong rồi chụp ảnh chụp biết thì chụp thôi, chứ còn tôi có cái xu hướng chụp ảnh chụp biết đâu, cho nên là chỉ đi xong rồi xem cái phát triển kinh tế xong rồi kết hợp cái công việc của mình ấy. Thì là lúc nãy ông gì ông ấy có hỏi đấy, mấy bạn có hỏi đây là có bán cái cây hồng vuông Nhật Bản hay không, xong rồi bơ có quả thì như thế nào tí cho mọi người xem. Còn lên đây thì đấy là chia sẻ cho mọi người là không khí ở đây là nhớ mang thêm mấy cái áo. Nói chung là các bạn phải mang chủ yếu là cái áo dài tay đấy. Tại vì nếu mà đến trưa nó cũng chỉ nhiệt độ cũng chỉ 30 độ thôi. Nhiệt độ ở đây nếu mà trưa ấy nóng nhất là 30 độ. Nhưng mà 30 độ thì nó không gắt, nó không oi như ở dưới xuôi. 30 độ nhưng cảm giác thực là 30 độ. Ở dưới xuôi là nhiệt độ 34 độ nhưng cảm giác thực như 40 độ. Ở cái các cái điện thoại của tôi đều như thế mà. Tức là cảm giác thực ấy. Ở đây thì ví dụ nhiệt độ 20 độ thì cảm giác thực như 20 độ. Còn nếu mà ở dưới xuôi mà nhiệt độ mà 34 độ thì cảm giác thực như 40 độ. Tính lên trên kia cho mọi người xem, nhưng mà tất cả là chè hết này. Đây cho nên lên trên này nhìn cho tổng thể. Hai vợ chồng hai đồ Tuân vẫn giỏi. Có 10 hecta mấy cái đéo gì. Ở đây là Mộc Châu Sơn La các ông ơi. Mấy hôm nay là ở Mộc Châu là đâu đó 3-4 ngày rồi. Chả nhớ là bao nhiêu ngày, hình như mới có 3 ngày. Cảm giác nó nhớ xuôi rồi không ạ. Nhớ xuôi rồi. Nhưng mà tôi hình như là lịch là ở đây không giới hạn cơ. Nhưng bà bảo là thứ bảy thì có khách đặt ở trên booking rồi. Booking là cái mối lấy khách về cho bà ấy. Bà phải giả phế là 15.000 cho một người đấy. Về đây thì 90.000. 90.000 một người ở. Một đêm. Đấy, cứ về đây là 90.000. Phòng cũng rất rất là to, tí tôi xuống tôi review đó. Phòng 200.000 nó to lắm. Nó to hơn phòng trọ dưới xuôi nhiều lắm. Đây. Mở rộng tầm mắt này. Đây này. Đấy. Ở đây toàn đồi chè thôi mà. Xong rồi tí đã cho mọi người xem. Nhưng mà tôi này đang phân vân giữa. Đây này toàn chè này. Tôi đang phân vân giữa việc là đi hái nê mới cả quay cho mọi người cây nê, cây mận, cây đào, mấy cả cái gì nhỉ, chanh dây mấy cả chanh neo thì tôi lại không thích. Ở đây có cả chanh dây, chanh neo này, nhiều thứ linh tinh lắm, nhiều nhà còn trồng thanh long mấy các thứ cơ. Đây này, của hàng quán mấy các thứ linh tinh này. Ở đây là được cái là bà con ấy chè như này, là bà con ấy hết cho cấm nằm ngồi dẫm đạp trên tán chè. À đây cũng là chắc cái khu mà chị em phụ nữ là lên đây. Lên đây là chụp ảnh. Chụp ảnh mấy cả chụp ảnh. Cho nên là nói chung là nói chuyện với phụ nữ là không thể bằng nắm đấm mấy các thứ được. Phải ghi biển, ghi bằng tiếng Kinh luôn. Thì chị em mới đọc được. Mà khéo không là ghi biển như này người ta vẫn làm cơ. Các ông thấy tôi đi như thế kia tôi có sống ảo sống biết đâu, làm gì có ai chụp ảnh cho tôi mà tôi phải nằm ngồi mới dẫm đạp lên tán chè làm gì. Nhưng mà thường là chị em phụ nữ người xuôi nói không nghe đâu. Mà phải ghi biển. Mà phải ghi bằng chữ tiếng Kinh luôn. Là có cớ để mà phạt đi. Chứ còn dặn người ta hoặc nói người ta thì đôi khi là người ta bảo nói anh đâu có nói đâu. Có biển kia. Hiểu chưa? Đấy là chị em là có người đi chụp ảnh mấy các thứ này. Nên ảnh thì rất là đẹp và ai cũng thanh nhã mấy thế nọ thế kia. Đây là cái khu dốc này này.
nắm quán các thứ này. Khu này chắc nhiều khách du lịch đến ấy này. Còn đây này, này này, đó. Phải ghi biển và có đáng lẽ phải có dấu của chính quyền ấy. Chứ nói như này không tính răn đe à. Ở người xuôi bọn tôi là cấm đổ rác phía dưới hoặc cấm đái bậy phía dưới, dưới vẫn dưới biển vẫn đái vẫn ấy bình thường, vẫn đổ rác bình thường. Khéo ông này như thế này này kích thích cái tính gọi là mày cấm thì bố mày làm. kiểu vậy ấy, thật phải phạt. Ở dưới xuôi còn phạt đấy, bắt được phạt bao nhiêu phạt bao nhiêu, nhưng mà dưới biển cấm đái nó vẫn đái. Thế mới buồn cười. Nhưng mình đây là đi đường là rất là ngay ấy này, có ai ra làm gì đâu. Không cấm có tác dụng gì đâu, tại vì là mình có làm đâu mà cấm tôi làm gì. Đấy, ý thức nó thế. Mà cứ một người mà đi xong rồi mặc váy áo mấy các thứ linh tinh, mà một người cầm máy xong đi chụp là kiểu mẹ gì nó cũng chuẩn bị nó chụp ảnh mấy các thứ rồi đấy, là nguy hiểm đến cây chè đấy. Nhưng tôi đi một mình như này biết là chả ai chụp ảnh mấy các thứ này, là không ấy đâu. Thử ngắt một cái ăn xem nó thế nào nhỉ. Đây. Nó cũng đắng đắng. Có cái gì đâu. Ơi đắng lắm ông ạ. Đắng lắm. Ông ở đây người ta ít phun thuốc. Chả biết nhưng mà bà con ở đây bảo ít phun thuốc. Giao cho nông trường. Còn tôi cũng đang xem là bà con có chăm sóc cái mẹ gì không. Mấy ông mình cứ ăn cái gì là sợ đến nong thể của mình. Mẹ mình ăn mận cũng bảo là phun thuốc, mới phun thuốc. Ăn cái gì cũng, nhưng mà tính của tôi là cái gì cũng phải nhá qua ấy. Nhưng mà nó đắng không ạ? Ăn nó cũng không ra cái gì đâu. ăn nó không ra cái gì đâu. Chị em đến đây chụp ảnh thì được, đừng cố gắng nhá như tôi, cũng không ra gì. Chè à? Cách đây nhiều năm nè, những gốc to, những gốc ở góc kia kìa, hàng một thân ấy, mang về xuôi bán 350. Bà con bây giờ nếu mà bà con Xuân Quan mà bán một cái cây xong rồi cho lên chậu các thứ chắc nó hơn triệu. Những cái gốc chè lâu năm mà tán lâu năm ấy, cũng như con dở hơi này nó to phết đấy. Tán nó hơn 2 mét đấy. À, gốc của nó 10 phân đấy. Ở dưới xuôi người ta cũng nhiều người ta thích. Ở dưới xuôi cũng có nhiều người ta thích trồng một cái cây chè ấy, để người ta vặt chè người ta uống nước ấy. Đấy. Tôi thì tôi thích xem cái cảnh người ta kiếm tiền và cái tư duy kiếm tiền thôi. Mẹ chưa chụp ảnh đăng Facebook thì sống ảo, chả có giải quyết cái tính mẹ gì thật. Ngày xưa với bà bán hàng ấy còn chụp ảnh xong rồi để lấy tương tác xong rồi thế nọ thế kia, nhưng không tác dụng. Mình nói như này anh em tương tác của mẹ lên mình còn chả thèm bắt chuyện như thật. Tại vì việc ai người ấy làm, tôi nói thì cứ nói, anh em bình luận thì cứ bình luận. Ngày xưa bán hàng hay là ngày xưa ấy còn đi đâu còn chụp ảnh bản thân xong rồi lấy tương tác ấy, người thì khen đẹp trai, người thì khen thành như nghiện. Tôi không biết là nghiện với đẹp trai nó có đồng tình hay không, nhưng người quý thì cứ khen mình đẹp trai. Người thì mẹ chúng nó không biết thì chúng nó cứ bảo là như nghiện. Đấy, tức là ý kiến trái chiều ấy. Ngày xưa còn chụp ảnh xong rồi nhét cái bản thân mình vào ấy, làm công cụ gây án. Gọi là công cụ câu tương tác. Nhưng mà lớn lên rồi hầu như là chỉ quay cảnh với cả quay người khác thôi, chứ còn các bạn sẽ không thấy mặt mũi tôi ở trên những cái ảnh ở trên mạng đâu. Thật lâu lắm, lâu rồi chỉ thấy cái giọng này thôi. Còn đôi khi ngày xưa còn không có cái mặt nên thế là người ta bảo là mẹ nghe giọng thì đã lâu chưa biết hình hài với nong thể như thế nào, dung nhan thế nào. Bảo là tôi thì có cái mẹ gì đâu mà xem, trông thì cũng như mấy anh em người Mông này thôi, có cái gì đâu. cái gì nhỉ? Còn đây là chè thì nói sơ qua là ở dưới xuôi người ta cũng muốn là trồng 1-2 cây ấy, để vừa làm cảnh vừa lấy ná để uống mấy các thứ ấy. Thế là cái môn gọi là đánh cây chè, các cái vùng chuyên canh chè này về bán này. Nhưng mà tính ra thì bán mỗi cây nãi mẹ cả cước kia các thứ vào, nếu mà phải bán lẻ từng cây này được 1 triệu cơ thì còn háo hức mày làm. Ông bảo là ngày xưa chúng nó lên đây chúng nó trả 500.000 cây, còn thế thì ông bán được giá rồi còn gì nữa. Ngày xưa mình mua ở thái nguyên hình như là 250 hay 300
Nhưng mà về là đi thật thà mình toàn bán 350. Những cây cây mà có những cây chết xong ông cõng ông dâm ủ các thứ ấy, nó lặng phết đấy, là lỗ. Lãi một cây này mà ví dụ bây giờ mà mình quay lên mình bán, hoặc là người anh em nào bán 1 triệu một phát, là nhiều anh em làng chè ở đây này hoặc Thái Nguyên này, người ta bảo lãi thế mới đắt thế, thế là phá giá thị trường ấy, thế là nó cũng khó ấy. Thường là bà con biết là nếu mà thằng này nó bán chè như thế thì mình lên Thái Nguyên hay là mình mua của cái người Thái Nguyên ấy, hoặc là thế nọ thế kia ấy, thì rẻ hơn ấy. Còn ở đây thì trồng chè rất là nhiều, nhưng mà có lẽ các bạn không biết, còn ở đây không phải là mới trồng 1-2 năm hay thế nọ thế kia. Bà bảo là nó ở đây nó cũng trồng chè khoảng 60 năm rồi đấy, tức là ở đây bà con trồng chè ấy. Tôi quay cho các bạn một số cây khác xong rồi về kia để phân vân tiếp. Đây là bơ này. Là hôm nay đi vào rừng thông hay là đi hái quả. Hái quả thì ở đây bây giờ cái mùa này là mùa hái đào, hái nê. Đôi khi là có người dân tộc người ta bán cây bòn bon, là cây mẹ gì nhỉ? Cây gì nó bám dọc thân đấy. Quên mẹ luôn. Cây ý là bòn bon hay cái gì đấy. Đây là cái này là hồng vuông Nhật Bản, gọi là hồng Fuji. Đấy, có bán cây nhưng mà phải xem là hình thức công đạo cộng đồng thế nào, chứ còn các cái này mấy người anh em tôi là cũng khai thác về xuôi để bán này. Này. Trưa nay họ cho ăn à. Biết đâu được. Đây là cái hồng vuông Nhật Bản này, quả nó vuông này. Gọi là hồng Fuji đây. Ăn bây giờ tầm này thì chát. Ngày xưa cái chủ đề của cây bơ ở miền Bắc ấy rất nhiều tranh cãi. Có ông trồng ông chặt đi. Tại vì ông ấy bảo là chả có quả gì. Nhưng cho các bạn xem nhá. Nhiều lắm, xài lắm. Đây chẳng qua là cây này thì cũng chả biết làm sao. Nó không có quả thôi. Cả nhãn rồi. Đấy, đi cắt chè. Mùi dầu mới ổn lắm. Đây cho các bạn, cho các ông xem luôn ấy nha. Cho các ông xem review cái phòng 200. Hai người lớn, hai trẻ em. Đây bơ này. À hái bơ ở đây cũng ấy này, nhiều cây sai lắm. Đấy, như cái cây này thì nói chung là không phải là mới trồng đâu. Cái bơ ở đây đúng bơ không? Đúng bơ luôn đúng không? Bơ không biết là bơ sáp hay bơ gì, nhưng mà như cái ông cánh này trồng thì cũng lâu vết đấy, mấy chục năm đấy. Chứ không phải là mới trồng. Nhưng mà đúng là hơn chục năm nay thì ở dưới xuôi bắt đầu mới trồng bơ ấy, thì nảy sinh những cái tranh cãi là bơ không trồng được miền Bắc ấy, trồng nó không ra quả đâu ấy. Còn đây là cam đường canh này. Đây cho các ông xem qua xong rồi lại ra lại cho các ông xem. Ôi đi dép ra ấy, là tí là bà lại mắng cho. Đây này còn tí này khéo còn cắt ở đây. À đâu, để đây để tí nữa nông trường người ta đến người ta thu. Đây này, nông trường người ta đến người ta thu. Một chuẩn bị một đống bao. Rồi, nguyên như này. Có đây là hái bằng tay đấy. Hái bằng tay dùng máy để hái. Đây. Đây là của bà nhá, hôm Tây Mộc Châu nhá. Nhưng mà hình như là đến thứ bảy là kín phòng rồi, người ta đặt qua booking. Đây bọn chó con này. Đây nói chung là ngoài thì các ông không ấy nhá, nhưng mà ở trong thì nó nói như thế này. Hai giường, thằng chó con kia nó đang nằm. Nhà vệ sinh mấy các thứ đây. Có mỗi cái là không ấy điều hòa thôi. 200. Còn bình thường bà bảo là 90 một người. Đây đây đầy đủ. Có mỗi là thiếu điều hòa. Nhưng tôi bảo là mẹ chưa ở đây thì chưa ở đây có mát như thế này. Đây. Còn chả bật quạt cơ. Thiếu mỗi cái điều hòa. Còn ông thì cũng già, cũng đắp rồng đắp phượng với các thể loại đây. Ở đây thì chắc là ở cái đây là rẻ nhất. Nhưng không phải tôi tìm cái rẻ đâu. Mà lúc tôi đến là tầm 3 giờ sáng ấy. Thế là đi vào trong cái chỗ múm gì đây. Múm thì múm hết phòng. Thế là thấy trên bản đồ là chỗ nào gần. Gần đây thì có cái nhà nghỉ nào các thứ gì thì mình vào ấy. Thì gọi điện thì
thì gặp bà thì là xưng chị ấy. Đây hôm Tây Mộc Châu, nhưng nó có số điện thoại, nhưng mà bây giờ TikTok nó không ấy này. Hiểu chưa? Mát lắm, ở đây mát. Đấy là quảng bá giới thiệu cho các bạn là là gọi là cái hôm Tây rẻ nhất Mộc Châu. Rẻ nhất Mộc Châu. Rẻ. Nếu mà đặt trên booking là bà còn phải chia cổ phần là 15.000 ấy, 15.000. Đấy. 15.000. Chè. Cắt chè. Chè nhiều lắm ở đây, cắt chè nhiều lắm. Đấy, hai nít. Hai nít mà nếu mà đây là cây kim ngân lượng hay cây mẹ gì. Hai nít một phòng. Giá rẻ thối tha. Đúng không? So với cả đâu nhỉ? Ở Cô Tô phải 7 nít. Ở dưới xuôi mình chắc là không ấy đâu, nhưng mà cái tầm ấy chắc nhà nghỉ nhà nghiếc bây giờ nó cũng phải tầm 200 mấy rồi. Ai 250 300. Cho nên là một cái phòng mà 200. Ở đúng là các bạn mà như tôi ấy thì ở bao lâu cũng được. Chán đéo muốn về. tiêu 200 một ngày ấy thì tiền phòng ấy thì đến bao giờ mới hết tiền. Thế là những gốc chè này này. Mình cũng chả biết, hình như ngày xưa mình bán lẻ 1 triệu một gốc hay sao ấy. Triệu một gốc, những gốc này. Tại vì cái công bê xong rồi dâm ủ về nhà còn dâm ủ ấy. Cái dòng chè này nhớ một cái là những cái cây to là nó cũng khó sống lắm. Nhưng mà bình thường những cái gốc như này, cây to nó ở trên núi cơ. Còn bình thường ở đây thì có to đến mấy thì người ta cũng phải xén này. Cứ đến lúc mà nó cao lên như này là phải xén. Thế là cái cây chè nó chỉ thấp như này, nè tè như này thì người ta mới hái được, người ta mới dùng máy được. Chứ bây giờ nó cao như cây bơ thì lại phải hái tay. Hiểu chưa? Đấy, cho nên là các bạn biết là tại sao mà cây chè bao nhiêu năm nhưng nó cứ tùn mùn tầm 1 mét như này này. Nó chỉ ngang thắt lưng tôi thôi. Còn dưới thắt lưng ấy. Đấy. Tại vì nó cứ lên như này thì nó tiện tầm tay thì người ta xén đi một thần lượt ấy. Xong rồi lần sau nó chỉ nồng khoảng tầm 20 phân là lại phải không đến đâu. Nó chỉ như này là 20 phân. Là lại xén chứ nó không, nếu mà tuổi mới cả, nếu mà chăm nó to cao thì nó phải to như cây bơ kìa. Nhưng mà như thế này thì người ta mới hái mấy các thứ. Ở chè đâu cũng thế luôn. Nhưng mà thi thoảng những cây ở trên đồi là người ta có những cây nó cao to như mấy cây nhãn, mấy cây bơ này. Đấy, còn bơ ở đây thì như cây này nó cũng trồng từ thời ông nội đi bộ đội chứ chả phải ít đâu. Tôi nghĩ cây này cũng phải 20 năm ấy nhỉ. Đấy, nhưng mà quả kiếc nó nhiều nhiều như này này. Đấy. Vào kia các bạn thấy là nói chung là lê liếc các thứ này, đào này. Có nhiều thứ lắm. Nhưng mà đang phân vân, đang lấn cấn là chắc là vào rừng thông. Người ta bảo là cái khung cảnh của Đà Lạt mấy thế đéo gì đấy. Nàng thơ mấy cái gì thế này. Nhưng mà tôi nghĩ là những cái quả này nó bé đấy, thế nó gọi sai phết đấy. Còn rõ ràng lấy cái cây này để làm mẫu thì nó không chuẩn. Không có ông này bảo bé tí thì quay đéo gì. Quả bé ấy. Này. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Nhiều kiến thức mà mấy cả, nói chung là kể cái việc mà tôi nói đây là nó áp dụng luôn. Tại vì những cái gì tôi nói nó thực tế. Chứ còn không phải là vì mục đích là các ông hay đến đây đi rồi thế nọ thế kia nó mệt. Hay là khuyến khích các ông tiêu tiền hay là mua hàng hay thế nọ thế kia. Không ấy đâu, chia sẻ những cái gì tôi trải qua. Thấy cái gì mà tôi thấy là tôi trải qua xong tôi thấy nó hay thì tôi chia sẻ thôi. Chứ không vì một cái dụng ý gì. Không rồi bây giờ này bảo các bạn ơi về đây ở nhà cô này đừng ở nhà khác ấy thì người ta lại ghét. Hoặc là tí nữa rồi bà này phải đưa cho tôi phong bì thì nó mệt. Tôi có được cái mẹ gì đâu mà tôi phải khen rối rít hoặc tôi phải ấy. Nhưng nếu nó đẹp hoặc nó hợp lý với tôi thì tôi chia sẻ là tôi thấy như thế là ấy rồi. Nhưng mà tôi lại chưa ra nhà khác để biết nhà khác có rẻ bằng hay không thế nọ thế kia thì nó mệt. Nhưng tôi thấy bảo là ở đây mà mình đi du lịch như này mà lớ ngớ thế nào mà gặp được một cái phòng mà có 200.000 một phòng, 2 giường. Xong rồi điện nước dùng thoải mái. Nên xin bà là kem đánh răng mới bàn chải mới cả. Bà còn cho cả bột giặt. Bà bảo mang xuống đây xong rồi để cô quay cho nó quần áo nó nhanh khô mới thế nọ thế kia. Cho nước. Cho nước sạch. Cho nước uống này. Tôi tối tôi đến đây thì tôi không dám xin nước. Tôi bảo là nhà mình có nước ngọt hay không. Nào hỏi nước ngọt thì phải mua đúng không? Bà bảo không, chỉ có nước trắng thôi.
Bà thế bà ơi cho cháu chai nước trắng. Thế là bà cho, không lấy tiền, bao gồm cả tiền phòng rồi. Còn cô chú là cái ông chú là đội mũ cối như này này, là ông này là chồng của cái bà chủ nhà. Có mỗi cái là ví dụ đi xe về thì đi xe về thì là kiểu đi bùn đất như này này, bà là kiểu cũng sạch sẽ mấy cả ấy này. Bà bảo là đi sợ bẩn thế này, thế là mình bảo là cháu đi qua chỗ loại chỗ kia, thế là bà cũng thôi thôi vào, thế là bà lại quét. Cái người tính sạch sẽ thì là lôi bẩn bỉ bẩn, còn tính hầu như là tính của người dân địa phương thì qua tôi trải nghiệm mấy ngày ở đây thì tính người dân địa phương rất là hồ hởi phấn khởi, quý người đấy, chứ không phải là như một số nơi khác. Như một số nơi khác ví dụ như thủ đô chẳng hạn, cảm giác như các bạn đã sống ở thủ đô rồi là mẹ cứ ra đường mà nhìn thấy người mà phát là cảm giác là mẹ nó lại chuẩn bị nó vặt của mình cái gì đây. Đấy, còn một số người dân thì mẹ nhìn thấy người khác lạ một cái là thằng này bố mày chuẩn bị là cắn chết mẹ rồi đấy, mới là chuẩn bị là vặt của mày 100-200 nghìn đấy, kiểu đấy. Nhưng mà người dân ở đây từ các cái cháu bé hoặc là cháu bé dân tộc ấy, mấy mọi người thì rất là hồ hởi, theo cái kiểu là cho đi rồi mới nhận lại ấy. Còn người dân ở một số nơi khác thì người ta cái nhìn đầu tiên hoặc là thế nọ thế kia là người ta ban đầu là cái thằng, tức là mới gặp một người lạ ấy, xem là có kiếm được của thằng này mấy trăm hay không, có vặt được thằng này thế nọ thế kia đấy, kiểu vậy. Đôi khi là cái tâm gì sinh lý ấy, cái tâm lý ấy nó cũng rất là nặng lề. Đấy, ví dụ các bạn ở trên thủ đô ngày xưa tôi kiểu cũng trầm cảm ấy, mẹ mình ra ngoài mình rất sợ gặp người lạ, chuẩn bị là mình lại bị nó thịt mấy thế nọ thế kia ấy, nhìn ai cũng thấy khả nghi cơ. Nó chuẩn bị thịt mình rồi đấy kiểu nhìn người ngoài ấy. Đợt đấy tôi mất niềm tin cuộc sống ác mà, về nhà thấy thằng bạn tôi nó thế nọ thế kia, mình lại yêu đời lại. Cái thời điểm mẹ đi đâu cũng sợ bị móc túi với cả nghiện rồi thế nọ thế kia. Nhưng ở đây thì nói chung là có thể là bà con cũng nghiện nhưng bà con cũng khá tốt tính. Nhưng biết đâu người ta nghiện thật, mẹ bây giờ trên mạng bây giờ toàn người nghiện sợ thật. Đang chia sẻ đây thế mà đang làm cho phát ba luống ở đây này. Đến trưa là chắc là cũng ác hết đấy. Đấy, toàn những gốc chè mốc mêu, mốc rêu hết. Thôi cho các ông nghỉ để tôi về tôi xem nào. Bà hái nhãn sớm thế. À cắt đi để cho nó đỡ vướng. Vướng đừng đi. Thật, ngày xưa cứ đi ra ngoài là nhìn thấy cứ nhìn thấy ai là cảm giác là nó chuẩn bị nó đập mình rồi đấy. Thế là né, cứ nhìn thấy người là né. Nhất là ở dưới thủ đô. Bao nhiêu năm sống ở thủ đô thế nào. Bị trầm cảm mà. Về nhà trầm cảm. Người ở một số nơi người ta sống lo kiểu nó gò bó mà nó lúc nào cũng phải kiếm ấy. Đấy, nó nặng lề trong khoản gọi là kiếm lắm. Chứ còn ở đây thì người ta cứ cười trước đã. Như mình cũng thế, phát live stream là cứ cười xong rồi cứ nói đã xong rồi. Ông nào cho đồng nào thì cho. Nhưng mà những người khác là mẹ cứ đầu tiên là phải các bạn ơi chia sẻ đi, like đi. Xong rồi tặng sao mới tặng hoa hồng đi, xong rồi phải PK là phải thịt đã, phải kiếm đã. Nhưng mà đấy. Đấy đẹp chưa? View quá đẹp luôn. Ở đây bà con nói chung là từ những người chả quen chả lạ, mình cười với người ta cười lại. nhưng ở một số nơi khác nhá, mẹ mình cười là một thằng số thằng là nó trợn mẹ con mắt lên, nó bảo mày biết bố mày là ai không mà mày cười. Dưới xuôi là hay có cái triệu chứng là hay hỏi mày biết bố mày là ai đó. nó hay dẫn đến những cái tình huống rất hồ quạc. Thôi được rồi, tạm biệt các bạn ở cái video này nhá. Bơ đây này, bơ quả đây, trồng cái gì nuôi con gì á. Chả biết đang lên đây thì nếu mà quay cây ấy, nếu mà ngày hôm nay là ngày của kiếm ấy, nếu mà ngày hôm nay là ngày của kiếm thì sẽ phải quay cây bơ sai quả ở đây để câu view, để bán cây bơ, bán giống hoặc là bán cây to, để bán ví dụ như ở xuôi ấy là mấy anh em lại khai thác cây bơ ở một số dân tộc mà trêu con thằng Hùng ấy, là mẹ nhà vườn lớn nhất miền Bắc toàn khai thác cây ở trên miền ngược để đi bán cho người kinh, để lừa người kinh ấy. Đấy, tức là đi bây giờ nếu mà muốn kiếm ấy là đi quay cây bơ nó sai quả nhất, những cây này thì không quay, phải quay cây sai quả nhất, xong rồi khuyến khích rồi năn nỉ bà con ở dưới xuôi là trồng cây bơ để tạo cảnh quan. Chứ còn mùa hè ở dưới xuôi nó nóng như thế thì
ông phải trồng vài ba cây. Đấy, quay cây bơ này, quay cây mận này. Nhưng mà nếu trồng mận về là bà con không ra quả là mình áy náy. Cây nào mà mình cũng phải phải biết là ở dưới xuôi có quả cơ. Còn như 2 năm nay mà từ cái Tết của năm gì ấy là anh Trịnh anh ấy bảo là có lẽ là xu hướng là bây giờ là ít chơi hoa, tức là người chơi ấy. Không không phải ít chơi mà là anh em cũng vào ấy. Là các cái dòng cây cảnh có quả. Tức là cây mà cây ăn quả này, nhưng làm cảnh này. Hoặc là cây công trình hoặc các thứ ấy. Ở dưới xuôi thì ví dụ như cây bơ làm bonsai hay là cây bơ làm dáng bàn trà. Là nó nghiêng sang một bên ấy. Đấy, nó nghiêng một bên ấy. Đấy, bàn trà với các thứ ấy. Nếu mà mục đích là kiếm ấy thì sẽ quay cho các ông về cây. Đấy, ở trên này thì nó có đào này. Xong rồi khuyến khích các ông trồng đào này. Xong rồi là về rồi khai thác, xong rồi anh em nuôi trồng. Là ấy ấy. Hoặc là đây quay cây cây chè này. Ông bảo các ông có mua không? Hôm nay đứng giữa đồi chè đây thì 500 nghìn một gốc. Xong rồi vào đây mà cả bà con chỉ 150, 200 thôi. Về nhà trừ tiền xe đi 100 nghìn là lãi của các ông là 200, 300 nghìn. Nhưng mà nó cũng chả mục đích như thế. Đến tận hôm nay bao nhiêu ngày rồi nhưng mà toàn đi thác, mê đi các thứ rồi. Đây đi bộ lên trên này thì cũng toàn chè. Đấy. Còn đấy cái nếu mà tôi muốn kiếm thì là tôi phải làm những cái ý. Cho nên đôi khi là đi du lịch này nhưng mà vẫn có thể vẫn kiếm được, vẫn có thể mở rộng thị trường, vẫn có thể tìm kiếm khách hàng, vẫn có thể tìm sản phẩm. Ở dưới xuôi mình thì nó nhìn những cái cây, ví dụ cây nhãn này, cây ngô này, xong rồi cây hoa hồng mấy các thứ thì kiểu ngày nào mới nhìn rồi. Nhưng mà lên đây nhìn cây bơ mấy cây nhãn nó cũng đẹp phết nhỉ. Đấy, đây bơ để sai này. Một chùm này không biết bao nhiêu quả này. Đây. Đây. Ở dưới xuôi có cho tiền đéo bao giờ đi quay như này. Giờ ơi, 6 7 giờ sáng đã gọi người ta dậy. Xem mấy cái cây mà ở quê ta cũng có. Đấy, ngô nghiếc này này, khoai sắn, nhãn nghiếc. Ở dưới quê nói thật ra là cho tiền cũng không nói, nhưng lên đây thì thứ nhất là cái thời tiết này. Đây là neo cổ Hải Phòng mấy cả hoa hồng ngoại đây. Đây cái dòng này neo cổ Hải Phòng này. Đấy. Nhìn mà, đây con này con mong cóc hay con đéo gì đấy. Con này là hồng ngoại. Cái dòng này là tỉ muội ghép trên tầm xuân. Thôi tôi nói chung là cho các ông xem nốt chỗ này chè trước thôi nhá. Chè cháo thôi. Còn ở đây thì nói chung chia sẻ với các ông là cái giá phòng ở đây nó cũng khá rẻ. Ở đây mà nếu mà phòng mà hơn triệu mấy thế nọ thế kia, ui dồi ôi, nó đẹp như kiểu là mà các ông không hình dung được đâu. Nó đẹp. Hơn triệu cái phòng hơn triệu một đêm ấy. Nhưng mà hôm qua bảo con Thủy bảo là à mẹ à, thuê cái phòng hơn triệu để làm cái gì? Về thì cứ 8 giờ đến 6 giờ toàn là giờ ngủ. Bỏ cái tiền đi mà ăn. Bây giờ thuê hôm Tây là chỉ có chỗ mà để cái ba lô. Xong rồi đi cả ngày. Thế thuê cái phòng hơn triệu để làm cái gì? Đúng không? Thế nó bảo là nó khôn phết đấy. Nó bảo thuê cái phòng hơn triệu thì để đấy mà ăn. Để đấy mà ăn. Thuê phòng rẻ thôi. Đấy thực tế đấy, tư duy thực tế là như thế đấy. Chứ còn không phải là các ông này bảo mẹ cái thằng này nó quay lên thì nó cứ như là bố tướng bà tượng ấy. Nó ở cái phòng 200 nghìn. Tao còn phải ở cái phòng 200 rưỡi mới cả 300. Thậm chí có rẻ nhất thì cũng là 270. Nó lại đi tìm cái phòng 200 nghìn. Tôi vào cái phòng này thì nó là tình cờ thôi. 3 giờ sáng tôi đến đây. Nhưng mà tư duy của như con cái Thủy nó nói cũng đúng. Nó bảo đến đây chỉ vứt cái ba lô xong cả ngày đi thì ở cái phòng triệu với mấy triệu để làm cái mẹ gì. Đúng không? Vào những phòng mấy triệu thì là cái dịch vụ rồi là người lễ tân rồi thế nọ thế kia ấy. Chỗ này ấm phết này. Ra sưởi một tí. Chứ còn nhiệt độ trông nắng nôi như này thôi nhưng nó không giống như ở xuôi. Đây vẫn lạnh như này. Thôi vào những chỗ này là nó sởn da gà này. Đây 26 Sơn Na đây này. 26 Sơn Na này. Là cái mà tôi bảo với các bạn như thế này. Ở thì cái Thủy nó bảo là về đây chỉ cái phòng trọ mấy cái phòng ở ấy chỉ vứt mỗi cái ba lô vào xong rồi đi cả ngày ấy. Về nhà thì 6 giờ đến 7 giờ xong rồi nghịch một tí giặt quần áo ấy, tắm rửa một tí xong rồi lại đi ngủ ấy, 6 7 giờ lại dậy để đi ấy, thì lấy cái phòng mấy triệu để làm cái mẹ gì. Để cái tiền ấy mà ăn. Xong rồi tiêu gì ăn gì, ăn hôm qua cái nhà hàng hôm qua vào ăn cũng đẹp. Nó có cả thác ở bên trong ấy, view rất đẹp, ở sâu sâu bên trong cơ.
Nhà ấy là cái nhà gì nhỉ? Nhà hàng Hang Rơi à? Ăn hôm qua là cá hồi, gỏi này, xong rồi ra cá hồi kéo gì, nó bảo phun món, nó ăn nẩu cá hồi mấy cái gì ấy. Chỉ có gia đình tôi 4 người thôi, hết là hình như là 280 một người hay sao ấy, 280 một người, cứ thế nhân tiền 4 người. Tôi cho các ông nghỉ nhá. Thứ bảy hình như bà phun phòng rồi. Đây là xe của anh em người Mông. Đây, chè đây, chè hái ra này. Đấy. Về đây là hình như là theo như ấy là giao cho nông trường Mộc Châu ấy. Bao tiêu, người ta bao tiêu. Đây, cũng chả có cây, cũng không có cái gì ấy đâu. Đây. Đấy, chè đây. Thực ra thì tôi vẫn đăng YouTube đây, nhưng mà các bạn xem thì có thể là có video hay, có thể video nó ấy, nhưng mà tôi thì cứ giữ cái nó bình thường như này ấy. Còn cái việc nắm người theo dõi hay không, hay là nắm người xem hay không, nó còn tùy duyên lắm, thật. Nó còn tùy duyên. Đôi khi bây giờ cái xã hội này nó buồn cười như này này. Cái video mà nhiều người xem ấy thì hay hay dở thì cũng lại thêm người xem. Chứ còn video có hay đến mấy, nhưng mà ngay từ đầu các bạn nhìn vào, ôi giời, cái loại video mà có chưa đến 1.000 người xem như này chắc đéo hay đâu. Hay thì nhiều người ta đã xem. Cho nên đôi khi có những cái mà nó có thể nó rất hay, có những nhiều video tôi thấy hay lắm, nhưng tại sao mà ít người xem? Nó bị như thế. Ngay từ đầu người ta tiếp xúc với nhau là phải đeo vàng cơ, để mới chứng tỏ người giàu. Chứ còn đôi khi người giàu mà nói chuyện là kiếm tiền mấy các thứ, các bạn không tin. Đấy, giàu thì mày phải đeo vàng chứ. Đấy, có những cái nó nghịch lý như thế này. Bây giờ video rất hay, nội dung rất hay, nhưng mà cái lượt view ban đầu của nó thấp. Là các bạn bảo là thấp như này là chắc chắn là không hay. Mà nếu mà hay thì nó đã nhiều view. Thế cho nên là tôi có làm YouTube hay tôi đăng YouTube thì nói chung là vẫn duy trì thôi, chứ còn không phải là ấy. Không phải là không cố. Các bạn hình dung chưa? Đôi khi nó thế cơ mà. Mình nói có hay, có chính đáng đến mấy, nhưng ít view thì người ta không tin. Người ta bảo là hay thì nó đã nắm người xem. Người ta đánh đồng cái việc nắm người xem ấy. Còn đôi khi video rất là vớ vẩn, làm cho các bạn rất mất thời gian. Nhưng mà nó nắm view thì các bạn lại xem. Nắm bình luận là các bạn xem. Đôi khi người ta xem video vì người ta đọc bình luận, người ta tranh cãi với nhau ở trong các cái bình luận ấy, chứ không phải người ta xem nội dung đâu. Còn nội dung các bạn xem là đầy những video, có đầy những nội dung mà có đầy cái hướng dẫn các bạn sống, cách sống rồi cách làm, mẹ hướng dẫn cả rửa dép đây này. Nhưng mà ngay từ đầu cái lượng view ấy nó quyết định các bạn ở lại, các bạn xem, các bạn mở video ra không, là video phải nắm view, nắm bình luận. Chứ mà bây giờ video rất hay nhưng không có lượt xem là các bạn cũng không xem đâu, đúng không? Người ta, các bạn, cái việc mà thuyết phục các bạn xem ngay từ đầu là phải video phải nhiều view sẵn. Cho nên là rất là khó. Huấn Ninh rồi cái nọ cái kia thì người ta cũng nắm người theo dõi, cho nên là bạn lại thấy là cái thằng nắm người theo dõi là tao mới xem. Nhưng thằng ít người theo dõi thì tao lại đéo xem. Mặc dù nó có hay hơn Huấn này, Ninh hay thế nọ thế kia. Đấy, cho nên nó cũng rất là nghịch cảnh. Còn bây giờ mà lơ mơ mà tôi mà tự nhiên có một video nào nó đông người xem phát là lại nổi nành phành luôn. Dập nó không dập được. Dìm nó xuống nó không dìm được. Đấy, mình nhập. Thôi cho bạn trẻ con nó đi ấy đây. Nó cũng là cái cơ duyên. Đây mọi người đến rồi.